Hello, hello guys, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình em đây. Chúng ta vừa còn một hai tuần nữa, tuần này và tuần sau thì chúng ta sẽ đánh CIF Final Start vào tuần sau. Vì vậy thì bây giờ chúng ta đã có thể chọn được Royal Fantasy, Fantasy. Đây là team của mình, mình vẫn chọn cho mình chọn cho AMGP này, Elsiop này, Buji và Mosen. Tại sao mình lại chọn như vậy? Thứ nhất, có một cái điều này. Đây là những player mà đã thể hiện ở những cái vòng bảng, vào những cái vòng như CIL West và CIL Asia thì họ đã thể hiện cái màn trình diễn quá tốt, và quá quá ấn tượng. Đối với AMGP, các bạn thấy là mình bất ngờ khi mà team Queso đã vô địch mùa này ở CIL West, với phải nói là AMGP thể hiện quá tuyệt vời. Elsiop luôn là một idol của mình. Muji vẫn luôn là một một cái điều gì đấy mà chúng ta đến xem và được chờ đợi Muji thể hiện. Nhưng mà phải nói là rất là đáng tiếc khi mà trong cái trận chung kết thì team Nova đã thể hiện sức mạnh quá là kinh khủng khi mà đánh thắng team Thanos. Tuy nhiên thì với Muji vẫn là một mình vẫn một vote cho Muji và Mosen, một player tuyệt vời. Chúng ta đã có lịch trình đánh của CIL Final rồi. Và đây là 8 team sẽ là Nova, Thornos, WDMZ, Fab, SK, Queso, Try Gaming và Pain Gaming. Thật sự là mình phải nói là mình rất thích team Pain Gaming, bởi vì là các player ở trong đấy họ rất thân thiện. Đặc biệt là Pain Gaming có Lucas Gamer, Wallace, Victor với lại một player mình quên mất. Tuy nhiên thì mình thực sự để mà nói là Pain Gaming có thể thắng được. Đây là lịch trình. Đây là lịch trình về semi final với lại quarter final và final. Final thì chúng ta sẽ diễn ra vào trong vào 2 ngày. Đó là ngày Sunday và ngày thứ bảy. Đây vào ngày mùng theo giờ của Việt Nam đó là ngày mùng 5 và ngày mùng 6, Sunday. Saturday and Sunday. Ngày mùng cái lịch trình đây các bạn có thể xem CIL Final ở đây, schedule and format, format là better file này, và schedule đây, vòng này là vòng đánh online, chúng ta không có offline đâu. Rất đáng tiếc vì mùa này bởi vì Covid, rất là đáng tiếc khi mà đánh mùa này đánh online hết cả. Format vẫn là better file 2v2, King of the Hill, 1v1, 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 1vs1. Wow, Sprite Pro năm top đầu, top 1 vô địch sẽ được 100.000 đô, thứ hai là 70.000 đô. Thứ ba là 50, 40 và 30, 56 và 30. Thực sự phải nói là với một game Clash Royale, game nó không còn hot như ngày xưa, nhưng mà với một cái giải thế này thì phải nói là không tệ một chút nào. Tổng giải thưởng là 380.000 đô, là tương đương độ khoảng 6-7 tỷ, gần 8 tỷ ạ. Đâu 8 tỷ chứ. Wow. 4 tỷ là 9,2 triệu. 9,2 triệu trừ đi 400, ui, gần 9 tỷ. Vãi trưởng. Gần 9 tỷ Việt Nam đồng. What? Giải quá tuyệt vời. Đây là tại sao mà mình lại chi chọn cái Final Fantasy mà mình, bởi vì là các bạn biết là cái team của mình cứ AMGP. Các bạn nhìn thấy team Queso sẽ đánh với Pháp. Vì vậy là mình sẽ một vote cho Queso. Elsiop, tại sao mình chọn Elsiop, bởi vì là Nova sẽ mình nghĩ là sẽ thắng Pain Gaming. Win, Nova win. Ponos với Try Gaming, one vote Ponos mình sẽ mặc dù biết là team Try Gaming đánh rất hay, nhưng mà với Ponos thì nó sẽ, đây là một cái matchup mà mình phải nói rất mong chờ đấy, mong chờ cực kỳ mong chờ luôn. Và SK và WDMZ thì mình nghiêng về SK nhiều hơn, phải đến 70% cho SK, 70% SK win. Đây là lý do tại sao mà mình chọn là MGP, Elsio, Muji and Mosen. Và đây là sẽ là pirate của mình. Với đây, với cặp này thì mình nghĩ mình sẽ vote cho team Queso. Team Queso ở đây.
Team Queso này với Nova bên này, mình sẽ chọn Nova bên game, với lại bên gaming thì mình vẫn là Nova. SK, một vote cho SK, one vote SK. SK luôn là cái điều. Còn với Ponos và Try Gaming, đây là cái bất chắc mà mình ở phải nói là mong chờ nhất. Try Gaming với Ponos. Waiting for it, much on. Nếu mình 50-50, 50% for both team. So, chọn Ponos. Mình vẫn rất thích Muji. Đây là lý do tại sao mình chọn Muji. Yes, với cái matchup, với cái SK và Nova, mình sẽ chọn Nova. Mình chọn Nova nhiều hơn. Và mình sẽ, đây, Nova. Let's go Nova. Ponos và Queso, đây là một kèo khó. Vì vậy là với SK thì SK sẽ nằm phía này, mình nghĩ SK sẽ nằm phía này. Với team Queso và Ponos, khó, trận kèo này khó quá. Nhưng mà mình vẫn do dự, đó là kèo này khó quá, khó quá, không biết. Nhưng mình sẽ vote cho Queso. Thực sự mình rất thích, mình nghĩ là Queso sẽ vào. Queso, và sau đấy là Ponos. Nếu mà tỷ số, để tỷ số thì mình sẽ ghi xem nào. Ponos sẽ về phía này. Sau đấy là mình nghĩ Nova sẽ, Nova Queso. Nova sẽ final. Và SK Ponos, mình nghĩ SK sẽ nằm phía này. Nova win. My awesome. Tỷ số, với tỷ số cái này thì mình nghĩ là về tỷ số, mình nghĩ matchup kiểu này nó sẽ được. Ba này, một này, ba, không, này là ba, hai, bonus, ba, hai, nhiên thì soạn là so close. So close. À, mình sẽ chọn cái matchup. À, matchup này phải so close. À. Với cái matchup này mình nghĩ là 3, 2, cũng như vậy. So close. Matchup đấy. 3, 2. Final. Nova. SK. S cũng là 32. Ba. Cái này là 1 3 2 3. Nova win. Nova win. Yeah, Nova win. Nova eSports. And thank you guys. Thank you for watching. And please comment which team, what team we want, what team will
you think we'll be champion? Please comment. And see you. See you till next time, and see you next live stream. Thank you. Thank you for watching. Bye bye, anh em.